mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ích lợi kỳ diệu của việc giới dâm. Tôi là một phụ nữ 39 tuổi, đang công tác tại một xí nghiệp nơi thành phố T, có gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn khả ái, còn được cha mẹ luôn quan tâm lo cho, phải nói cuộc sống vô cùng mãn ý. Tôi mới học Phật được một năm. Hồi đầu, khi nhìn thấy hai chữ tà dâm trong giới cấm của Phật, trong lòng tôi luôn cho mình là người tốt, thiện lương, hết dạ chung thủy với chồng, chẳng làm gì dính dáng đến lỗi tà dâm nên không lưu tâm chi. Thế nhưng theo thời gian, khi tôi học Phật thâm nhập thấm sâu giáo pháp rồi, mới phát hiện ra thảy đều do mình ngu si không biết, nên lầm cho là mình hay, mình đúng, tự ôm kiến chấp sai lệch, thậm chí đã phạm lỗi mà không hay. Tập khí tà dâm đúng là không thầy mà tự thông. Nhớ lại hồi 17-18 tuổi, có lúc quá hưng phấn, tôi tự thỏa dục, dần dà thành thói quen. Mãi đến lúc kết hôn sinh con rồi mà tật này vẫn chưa từ bỏ. Hồi mới bắt đầu phạm lỗi này, tôi thường áy náy, xấu hổ, cảm thấy mình thật dơ bẩn, hèn hạ. Có lần tôi tình cờ xem cổ thư Trung Quốc thấy ghi, thủ dâm khiến trăm bệnh theo đó phát sinh. Tôi liền hạ quyết tâm từ bỏ. Nhưng xui xẻo là khi lên mạng, tình cờ đọc các bài văn của nhiều chuyên gia viết, thấy họ tuyên bố thủ dâm giúp đời sống vợ chồng thêm phong phú. Nào là giúp giải phóng năng lượng cơ thể, giúp giảm stress, giúp giải tỏa ức chế nhu cầu sinh lý, rất tốt cho sức khỏe. Hành vi này hoàn toàn không có gì nguy hại, đây là chuyện bình thường, không có gì phải quảng kinh hay tự trách. Thế là tôi dinh vào mấy lời khuyến khích này mà yên chí, tha hộ bành trướng thói tật, bởi thấy ngay cả các vị có tiếng tăm hiện đại còn cho đây là hành vi hợp lý, bình thường. Nên tôi cứ thực hành, yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng, còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phong phú. Do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng, ném phăng tất cả lời dạy cổ thánh tiên hiền, không thèm để ý đến. Sau này, tùy theo tuổi tác ngày càng lớn, tôi mắc nhiều bệnh phụ khoa, âm đạo bị viêm, vân vân. Nhưng tôi không chú ý lắm, bởi cứ đinh ninh rằng phụ nữ thời nay ai mà không mắc mấy chứng này. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Nữ giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chỉ phải lưu tâm, lo lắng. Mãi đến sau này, khi cảm thấy hạ thể thường tiết dịch sau mùi xú quế rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thấy y phục mấy bận, thì tình trạng này vẫn không chuyển tốt. Đến khi học Phật rồi, tôi suýt té ngửa khi hiểu rõ ra thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải dứt bỏ triệt để, và các chứng bệnh mà tôi đang mắc phải chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó, tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó biết thống thiết ăn năn những lỗi đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm, triệt để dứt bỏ thủ dâm, tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ, dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ, và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ. Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối, xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường, đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: 1. Trăm bệnh theo đó phát sinh; 2. Thân phát mùi tanh hôi; 3. Vận khí luôn xui xẻo. Nguyện tất cả chị em phụ nữ đều xa lìa bệnh thật cổ não.
nguyện mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh khang kiện, gia đình hạnh phúc. Minh Vũ, 20 tháng 3 năm 2012.